Cho nên khi anh chị em nhìn vào ở đây, anh chị em sẽ thấy không thấy cái hình gì hết. Tại sao không thờ hình vậy? Thường chúng ta bước vào nhà thờ thì sẽ có thấy hình phải không? Tại sao? Anh chị em nghĩ cái tại sao không có hình? Có ai thắc mắc điều này không? Dạ. Tôi lấy một ví dụ vậy nha. Thí dụ như khi cha mẹ mình còn sống, có dám để hình để thờ không? Không, phải không? Nếu mình để hình để thờ thì sao? Mình bị la, mình nói rằng bộ tụi bay trù tao chết hay sao? Phải không? Dạ, cảm ơn Chúa. Cho nên đây là điều mà chúng ta thờ Đức Chúa Trời là đấng sống. Nếu Ngài mà chết thì làm sao chúng ta có mặt trời? Làm sao chúng ta có ban ngày và ban đêm? Tại vì chu kỳ có mặt trăng và mặt trời, ngày và đêm, có phải là do ông trời không? Dạ, có ai nói không phải là ông trời không? Tất cả là điều của ông trời. Nếu ông trời mà ông chết thì làm sao chúng ta có ban ngày và làm sao chúng ta có ban đêm? Cho nên thưa anh chị em, chúng tôi đang thờ phượng là thờ phượng Đức Chúa Trời, hay gọi là ông trời. Dạ, amen. Cho hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho anh chị em một đấng mà chúng tôi đang thờ phượng, và tôi tin rằng đấng đó không có xa lạ chúng ta. Thật sự là như vậy. Ngài đang ở cùng với anh em và chăm sóc anh chị em mỗi ngày mà chúng ta không hề biết. Hôm nay chúng tôi sẽ đưa đến với anh chị em một cái đề tài: Cứu Chúa Giáng Sinh, phải không? Nhưng mà Chúa Giê-xu xuống đây để làm gì? Làm gì cho chúng ta? Dạ, cái đó mới là cái quan trọng. Chúng ta được gì khi Ngài đến ở trên thế gian này? Phải không? Dạ, bây giờ tôi xin mời tất cả chúng ta cùng đứng lên. Và tôi xin phép được cầu nguyện để Ngài dẫn hành và làm việc ở trên mỗi đời sống của chúng ta trên 9 giờ phút này. Anh chị em đừng nhìn tôi cái gì, nhưng mà anh chị em hãy nghe tôi nói cái gì, vì cái điều này đến từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Amen. Cảm ơn Chúa. Tôi xin được phép cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu, Ngài là con của Đức Chúa Trời, và chính Ngài cũng là Đức Chúa Trời, và chúng con là những vật thọ tạo của Chúa ở, và Ngài đã đặt để chúng con ở trên thế gian này, và Ngài ban cho chúng con thật là nhiều phước hạnh. Chúa ơi, giờ đây chúng con sẽ chiêm ngưỡng lại cái sự giáng sanh của Chúa. Và Ngài giáng sanh để làm gì? Để giúp đỡ gì ở trên đời sống của chúng con? Giờ đây con cầu nguyện để lòng chúng con mở ra. Không phải chúng con hiểu về kiến thức, nhưng mà chúng con hiểu ở trong tấm lòng. Không phải chúng con hiểu về tâm trí không, nhưng mà tấm lòng chúng con đáp ứng lại với lời của Ngài, để chúng con thấy được quyền năng sống động của Chúa tác động vào tấm lòng của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con ngợi khi Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Mời anh chị em chúng ta cùng ngồi xuống. Giờ đây tôi sẽ giới thiệu với anh chị em một đấng mà chúng ta đang thờ phượng. Anh chị em nghe và thấy rất là nhiều hình ảnh về sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu, phải không? Nhưng mà hôm nay chúng tôi có thể nói một phần tóm lại về cái điều này, về sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu một cách rất là lạ lùng. Ngài đến với một người nam, và một người nam này ở trong giấc ngủ. Tại vì người nam này là người mà sắp sửa cưới vợ, và người vợ này đã hứa hôn rồi. Nhưng mà người nam này nhận được một hung tin, đó là cái người hứa hôn mình có thai. Theo anh chị em nghĩ, nếu mình đã hứa hôn với một người con gái mà họ có thai, anh chị em có cưới họ không? Không bao giờ. Phải không? Không bao giờ. Tại người vợ vậy là một người vợ phải nói rằng không có chung thủy thì còn cưới về làm gì nữa. Thì người đàn ông ngày xưa cũng vậy.
Ông tên là Joseph. Và ông biết rằng người vợ mình sắp sửa cưới là có bầu mấy tháng rồi. Thì ông mới suy nghĩ như thế này, tại vì lòng ông thương và ông tốt nữa. Đáng lẽ ông sẽ đem đòi đồ lại, tại vì hứa hôn thì phải có nhẫn, phải không? Phải có vàng, bạc và đem tới cho họ. Thì nếu mà tôi thấy một người hứa hôn với tôi mà vậy thì làm sao? Tôi sẽ tới tôi đòi lại những gì tôi đã cho. Và tôi sẽ nói rằng cái người này là người xấu, tôi sẽ cho ở bên vợ biết. Nhưng mà cái người đàn ông này tên là Joseph, ông thương cho nên ông suy nghĩ hoài. Ông làm sao mà ông từ hôn mà bên kia không có bị có một cái sự người ta cười chê, và phải nói rằng cười chê là gọi là ô uế, phải không? Cho nên ông suy nghĩ hoài, ông không muốn biêu xấu cái người này, và ông đang suy nghĩ cái điều này. Ông ở trong tình trạng bế tắc, vừa thương nhưng mà ở trong lý thì không thể nào cưới được. Trong khi ông trằn trọc, ông suy nghĩ, anh chị em khi nào anh chị em bị tranh chiến giữa cái tình thương với lại cái công lý không? Thương lắm, nhưng mà cái sự thật là không được rồi. Cái tấm lòng với lý trí của mình cứ tranh chiến với nhau. Có khi nào chúng ta rơi vào trường hợp này không? Dạ. Thì ông đang suy nghĩ và đắn đo hoài. Thì bây giờ, thiên sứ của Đức Chúa Trời, nếu mà chúng ta gọi là tiên đó, nếu ở ngoài chúng ta không biết, chúng ta gọi là tiên. Thiên sứ của Đức Chúa Trời đến. Đức Chúa Trời sai phái thiên sứ đến. Và thiên sứ nói với người đàn ông này rằng, con đừng ngại lấy Mary làm vợ. Tại sao thiên sứ biết? Ông suy nghĩ ở trong lòng, ông không dám nói ai. Nhưng mà tại sao thiên sứ biết? Vì Đức Chúa Trời đọc được ở trong tâm trí chúng ta. Ngài đọc được ở trong tấm lòng của chúng ta. Không cần chúng ta nói đâu. Nhiều khi chúng ta muốn nghe gì người khác phải nói, chúng ta mới nghe được. Nhưng mà Đức Chúa Trời, Ngài là đấng toàn tri, có nghĩa là Ngài biết hết mọi sự. Và Ngài đọc được ở trong tấm lòng của anh chị em. Và Ngài sai thiên sứ xuống và nói rằng, con, đừng có ngại lấy Mary làm vợ. Vì cái thai đó là cái thai bởi Đức Thánh Linh của Ngài. Cho nên, con hãy cưới về đi. Và khi ông thức dậy, ông bèn cưới bà về làm vợ. Và Thánh Linh của Đức Chúa Trời còn cho biết rằng, con hãy đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy cứu dân mình ra khỏi tội. Tại sao chúng ta nói Đức Chúa Trời là cứu ra khỏi tội? Tại sao cái tội mà Đức Chúa Trời nhấn mạnh tới như vậy? Tại anh chị em đâu biết rằng cái tội đem tới bệnh tật. Cái tội đem tới sự tan nát gia đình. Và cái tội đem tới chiến tranh. Và tất cả một cái điều gì cũng từ cái chữ tội mà ra thôi. Phải không? Rồi ông đã nghe lời. Và ông đem bà Mary về. Và lúc đó bà Mary đã có thai. Chưa bao giờ ăn ở với ai mà có thai. Nhưng mà Đức Chúa Trời làm cho bà có thai. Cho nên không có điều gì mà Đức Chúa Trời làm không được. Cho nên tất cả những người nào mà son sẻ, không có con, đã bao nhiêu năm, Đức Chúa Trời làm cho có con. Và một cái sự kiện thứ hai nữa rằng, khi mà ngày của bà Mary sinh nở, thường chúng ta, khi mà chúng ta sanh ở trong bệnh viện, hoặc là về nhà, thì những người thân tới nhà, phải không? Chúc mừng chúng ta. Là những người ở ngoài, trong gia đình và bạn bè biết, chạy tới chúc mừng. Nhưng cái điều lạ lùng này, khi mà bà Mary sanh ra, thì thiên sứ từ trên trời xuống để chúc mừng bà. Chúng ta thấy cái điều này lạ không? Có ai mà từ thiên sứ ở từ trên trời, muôn vàng thiên binh thiên sứ mà xuống chúc mừng cho một người mà sanh ra không? Chưa bao giờ. Chỉ có Chúa Giê-xu thôi. Và chúng ta thấy rằng khi mà thiên sứ xuống thì thiên sứ nói rằng, ta báo cho các ngươi một tin lành. Đây là niềm vui lớn cho mọi người. Cho nên khi Chúa Giê-xu Giáng sinh đem lại cái niềm vui lớn cho mọi người,
cho tất cả chúng ta, cho cả tôi và cho tất cả anh chị em. Vì hôm nay tại thành David là bên Israel, một đấng cứu thế, đấng Christ đã được sanh cho các ngươi. Đây là dấu hiệu mà các ngươi có thể nhận ra Ngài. Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn và nằm ở trong máng cỏ. Và lúc đó những người chăn chiên này chạy đến. Và thật sự như vậy. Thì lúc đó bây giờ muôn ngàn thiên binh thiên sứ họ ngợi khen ở trên bầu trời. Chúng ta chưa bao giờ chứng kiến cái sự ngợi khen của thiên sứ, hàng vạn, hàng ngàn, hàng binh thiên sứ. Nhưng mà cách đây hơn 2022 năm đã xảy lên tại bầu trời của Do Thái. Và nhiều người chứng kiến. Đó là một cái sự lịch sử. Nó không phải là huyền thoại, nhưng mà nó là lịch sử rồi anh chị em. Thì lúc đó họ nói được vinh danh Thiên Chúa ở trên trời và bình an dưới đất, ban ân trạch cho mọi người. Chúa muốn ban bình an cho anh em. Chúa muốn ban phước và ban ơn ở trên đời sống anh chị em. Và cái điều gì xảy ra nữa? Bắt đầu ngôi sao lạ xuất hiện. Và ngôi sao này ở bên Đông Phương. Và những người này là những người hiền triết, những người này triết học. Họ chuyên nghiên cứu những cái vì sao lạ. Và theo lời tiên tri đó, thì tại Jerusalem, tại cái di phái David sẽ sanh ra một người gọi là vua. Và sẽ có ngôi sao lạ. Và chúng ta thấy rằng những người này hiền triết này, họ đã nghiên cứu, họ có sự khôn ngoan, họ có sự nhìn biết và họ nghiên cứu thấy ngôi sao xuất hiện. Và ở trong lời tiên tri cách đây mấy ngàn năm đã có cái điều này rồi. Cho nên họ đã đi theo ngôi sao này. Và ngôi sao này dẫn tới đâu anh chị em? Dẫn tới Bethlehem, là nơi Chúa Giê-xu sanh ra nằm tại đó. Cho nên anh em thấy rằng có con người nào sanh ra mà thiên sứ ngợi khen không? Có con người nào sanh ra mà ngôi sao ở trên trời phải làm việc không? Chưa bao giờ. Chỉ có con của Đức Chúa Trời thôi. Và Ngài xuống đây để làm gì? Cái quan trọng Ngài xuống đây để làm gì ở trên đời sống của chúng ta? Ở trong Luca đoạn 4 câu 18, Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự ở trên Chúa Giê-xu. Chúa nói rằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trên ta, vì Ngài sức dầu cho ta để truyền rao tin lành cho kẻ nghèo, cho những người khao khát muốn được giải cứu, muốn được biết nguồn gốc mình từ đâu. Phải không? Rồi Ngài sẽ sai ta công bố những người giam cầm được phóng thích và người mù lò được sáng mắt, người áp bức được tự do và công bố năm thi ân của Chúa. Cho nên anh em chúng ta biết rằng chúng ta đang ở trong giai đoạn gọi là giai đoạn của ân điển hay là giai đoạn phước hạnh. Khi chúng ta mở lòng tin nhận Chúa Giê-xu, đây là một cái giai đoạn mà Chúa cho ân điển. Nhưng mà sau này, khi mà Ngài trở lại, trái đất này không còn nữa. Tại Ngài làm nên trái đất, cho nên Ngài có thể hủy phá trái đất này. Cho nên lúc bây giờ không còn ân điển nữa. Và Ngài đem tới cái sự chữa lành cho mọi người. Chữa lành cho mọi thân thể. Chữa lành trong những cái mối quan hệ. Chữa lành về tài chánh của anh chị em. Và đây, anh chị em sẽ coi ở trong một cái đoạn video nói về cái sự chữa lành của Ngài. Cảm ơn Chúa. Và anh chị em sẽ xem cái đoạn này về Ngài chữa lành cho một người. Và sau đó sẽ có một cái lời chứng về một người họ được chữa khỏi ung thư là như thế nào. Để những lời tôi đang nói với anh chị em không phải là những lời lý thuyết, nhưng mà là những lời rất là thực tế. Và Ngài sẽ đụng chạm anh chị em sau khi bài giảng, lòng anh chị em mở ra. Ngài sẽ đụng chạm vào mỗi tấm lòng của chúng ta về vấn đề này. Tôi sẽ trình bày với anh em một câu chuyện mà đã được viết, ký thuật lại ở trong Kinh Thánh về một cái sự chữa lành. Đây là một câu chuyện được ghi lại ở trong Luca đoạn 5. Khi Chúa Giê-xu lớn lên và thi hành chức vụ khoảng 3 năm rưỡi ở trên mặt đất, và Ngài đi tới chỗ nào thì Ngài chữa lành chỗ đó, đuổi quỷ. Tại vì thường chúng ta biết rằng quỷ ám vào
thì nó đem tới một cái sự khổ sở, bệnh tật. Đôi khi mình nói, ồ, tại sao con tôi lại ghiền thế đó? Mà không biết làm sao cho nó khỏi ghiền. Bất cứ ghiền điều gì, ngay cả ghiền thuốc nữa anh chị em. Ghiền thuốc phiện cũng vậy. Làm sao đây? Làm sao giải cứu cho con cái tôi đây? Bây giờ nó mắc những ghiền vô rồi, nó bỏ học, bỏ hành và đời nó tàn. Làm sao để thoát ra? Chúa Giêsu là câu trả lời của anh chị em. Cho nan đề của mình và cho con cái của mình. Và đây là một câu chuyện khi một ngày kia Chúa Giêsu đi giảng dạy. Có những người Pharisee và người dạy luật, người Pharisee nói về những người thuộc về chánh quyền. Và họ thường bắt bẻ tất cả những người dạy về lời của Đức Chúa Trời lắm. Và họ đến họ nghe. Họ ngồi đó họ nghe. Thì Chúa Giêsu cứ giảng ra. Ngài bày tỏ về lời của Đức Chúa Trời. Và khi một người nghe, thì họ được thăm viếng, họ được giải cứu. Thì khi giảng ra, thì quyền năng của Chúa là quyền năng từ Đức Chúa Trời ở với Chúa Giêsu. Vì lúc bây giờ Chúa Giêsu là một con người, Ngài để tất cả những sự vinh quang và quyền năng của Ngài ở trên thiên đàng để Ngài trở xuống làm một con người bình thường với chúng ta. Và Ngài đang sử dụng quyền năng thánh linh của Ngài ở trên đất này. Và cho nên những người tin Chúa, Chúa cũng ban cho chúng ta quyền năng thánh linh của Ngài để đặt tay cầu nguyện chữa lành anh chị em. Vì chúng ta là con cái của Chúa cho nên chúng ta giống Ngài. Được đặc ân này. Ở dưới đất nhưng mà làm việc ở trên trời. Tại vì khi làm việc ở trên trời thì làm việc dưới đất này thì bắt đầu từ trên trời Đức Chúa Trời sẽ hỗ trợ. Vì chúng ta là những người đại sứ của Đức Chúa Trời ở trên đất này. Và chúng ta thấy quyền năng của Đức Chúa Trời đổ ở trên Chúa Giêsu. Và nhiều người tập trung vào cái nhà này. Đông lắm. Đông thật là đông. Và có một người bị bại liệt hai chân, không đi được. Và cái người này làm sao đi đến cái nhà này được? Thì lúc đó người bạn nghe rằng, tôi có nghe Chúa Giêsu đến chỗ đó để chữa lành. Anh chị em ơi, hãy giúp đỡ tôi. Thì cái người bạn này không biết làm sao để đi tới đó. Thì cái người bạn này bắt đầu mới lại kêu những người bạn, giúp tôi với, hãy đem tôi tới chỗ đó. Tôi cần tới chỗ đó để tôi được giải cứu. Tôi cần chỗ đó để tôi được chữa lành. Thì bốn người bạn này cũng thương cái người này quá, hy vọng rằng đem cái người bạn này tới chỗ này thì anh này được chữa lành. Cho nên họ để lên cái chổng, cái người bạn này bắt đầu khiêng cái người bạn này tới cái nhà này. Nhưng mà họ muốn đặt cái người bạn này trước mặt Chúa Giêsu. Nhưng mà làm sao vô đây? Cái nhà quá đông, chen chân cũng không kịp nữa, không lọt nữa. Chen một cái chân cũng lọt. Anh chị em nhớ hồi khi mà anh em, nếu anh em đi xe đò bên Việt Nam, ai có từng ở Việt Nam biết, xe đò nhiều khi không có chỗ ngồi. Tại vì ngồi hết rồi chỉ có chỗ đứng mà cũng không có chỗ đứng nữa. Nhiều khi đứng được có một chân nữa. Một hơi người ta chạy lắc qua lắc lại thì đứng được hai chân. Không biết ai có kinh nghiệm đi xe đò kiểu này không? Thì không biết. Nhưng ngày xưa cái thời tôi đi học là như vậy. Từ ở dưới xã mà lên huyện, lên thành phố là phải đi như vậy. Và người ta cũng không chen chân vô được, quá đông rồi. Thì mấy người này suy nghĩ như thế nào? Thôi mình vô không được, mình về nha. Tại vì lọt chân không được, thì làm sao khiêng người bạn này vô được? Theo anh em, chị nghĩ, anh em nghĩ đi. Bốn người bạn này làm gì? Làm gì đấy? Thôi đi ngày khác đi. Phải không? Giờ tôi cố gắng giúp anh rồi. Hết sức giúp anh, tôi thức sớm rồi. Thức sớm rồi rủ nhau đi lại khiêng. Khiêng đi mấy cây số tới đây mệt rồi. Bây giờ giúp anh tới đó là đủ rồi. Vậy là quá rồi. Phải không? Thôi mình đi về. Tại vì không được. Anh chị em nghĩ rồi họ bỏ cuộc không? Họ phải làm sao? Anh chị em sẽ nhìn hình ảnh này. Vì đông quá, không đem người bại liệt vào được, nên họ làm gì? Trèo lên mái nhà của người ta. Thấy họ suy nghĩ không? Họ cố để làm được. Họ muốn để làm được. Họ không bỏ cuộc. Cho nên chúng ta, bất cứ điều gì khi chúng ta làm,
mà không thành công, đa số chúng ta bỏ cuộc nửa đường hay là 2/3 đường. Anh chị em để ý đi, đa số gần tới chúng ta hay bỏ cuộc tại mệt quá rồi. Nhưng mà bốn người này họ không bỏ cuộc. Họ làm gì? Họ trèo lên trên mái nhà, làm gì? Dỡ ngói ra. Dỡ ngói ra rồi cả bốn người này dòng cái giường xuống trước mặt Chúa Giêsu. Nếu mà chúng ta đang ngồi trong đây mà tự nhiên có một người dỡ ngói nhà mà thòng xuống như thế này, thì lúc đó anh em giật mình không? Giật mình. Thấy được một cái sự quyết tâm của họ, cái sự tin, đức tin của họ, mà cái quyết tâm của họ. Và họ đã để xuống ngay trước mặt Chúa Giêsu. Bao nhiêu người đều nhìn thấy. Lúc đó chắc tôi nghĩ rằng họ cũng trố mắt nhìn. Wow, chưa từng có ai có một cái sự mà quyết tâm tới như vậy. Thì khi mà dòng người đó xuống rồi, thì Chúa Giêsu làm gì? Thấy đức tin của họ. Ngài thấy cái điều gì? Ngài thấy tấm lòng của họ. Cho nên cái sự chữa lành đến bởi Ngài thấy được tấm lòng của anh em. Ao ước, ham muốn không? Còn nếu người nào không ao ước, không muốn, không được lành. Tại vì Ngài chữa bởi tấm lòng. Cái lời cầu nguyện của anh em được nhậm hay không cũng bởi tấm lòng nữa. Bởi cái sự thành tâm của chúng ta thì chúng ta được nhậm. Không có điều gì mà Đức Chúa Trời không làm được ở trên đời sống anh chị em. Tôi nói một lần nữa, không có điều gì Ngài không làm được ở trên nan đề anh chị em. Và khi thấy cái người này thì Chúa Giêsu phán rằng: hỡi con, tội lỗi con được tha. Tại sao Ngài nói tội lỗi con được tha vậy? Tại sao Ngài không chữa lành đi mà Ngài nói tội lỗi con được tha? Anh chị em có suy nghĩ cái điều này không? Vì họ phạm tội cho nên mới bệnh tật. Có một cái căn nguyên, có một cái nguyên nhân. Khi anh em đi vào, đi khám bệnh cũng vậy. Bác sĩ không phải cho anh em uống thuốc để trị triệu chứng. Giống như anh em bị sốt, bị đau mình, cho uống thuốc trị sốt đau mình. Nhưng mà cái gốc bệnh thật là gì? Khi họ chữa cái gốc thì cái triệu chứng đi. Còn nếu họ chữa triệu chứng giống như anh em cắt cái cây, cái nhánh cây, phải không? Nhưng mà cái gốc cây vẫn còn, nó vẫn còn bệnh lại. Cho nên Chúa Giêsu biết rằng vì cái người này phạm tội cho nên ổng mới bị bệnh. Nhưng mà tại sao Chúa lại nói tội lỗi con được tha? Tại sao có ai ở trên thế gian này được tha tội không? Có quyền tha tội không? Và Chúa nói rằng: hỡi con, tội lỗi con được tha. Thì những người này nói chứ, họ thắc mắc. Những người tham giáo Pha-ri-si hồi nãy anh chị em thấy đó, họ thắc mắc người này là ai mà dám phạm thượng nói thế ngoài Đức Chúa Trời? Không ai có quyền tha tội hết. Ngoài Đức Chúa Trời, không có ai có quyền tha tội chúng ta hết. Vì Ngài là đấng sanh ra chúng ta, Ngài có quyền tha chúng ta thôi. Không ai có quyền tha cho chúng ta hết. Và những người này nói rằng: tại sao vậy? Anh chị em nghĩ là tại sao Chúa Giêsu được quyền nói vậy? Tại sao Chúa Giêsu được quyền nói rằng tội lỗi con được tha? Vì Ngài là con của Đức Chúa Trời, cho nên Ngài có quyền làm điều này. Và họ nói như vậy đó. Chúa Giêsu biết họ nói không? Họ nghĩ như vậy. Họ nghĩ trong tâm trí thôi. Họ đang thắc mắc cái người này là gì vậy? Phải không? Mà tha. Phải không? Dạ. Thì Chúa Giêsu biết ý tưởng của họ nên phán rằng: tại sao Ngài biết vậy? Tại Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài có thể, anh chị em ngồi đây, nhưng mà Ngài có thể biết rằng: ô, bây giờ chị Nở đang nghĩ gì? Hoặc chị Thúy đang nghĩ gì? Ngài biết không? Biết. Chúng ta đang ngồi nhưng mà chúng ta suy nghĩ gì Ngài biết. Tại vì Ngài tạo nên mình, Ngài đọc được tâm trí của mình, Ngài đọc được trong suy nghĩ của mình, Ngài đọc được trong tấm lòng của mình. Đôi lúc có một người không nói với ai,
Nhưng mà lời của Chúa nói rằng, con muốn được chữa lành không? Nó dạ con muốn. Con tha thứ cho chồng con đi. Thì cái bà này nói rằng, ủa, tôi đâu có nói ai là tôi giận chồng tôi đâu, mà kêu tôi tha thứ. Mà thật sự bà nói rằng, không ai, tôi không nói với ai hết. Nhưng mà chỉ có Đức Chúa Trời làm cho cái người đó biết mà thôi. Và Chúa Giê-xu cũng nói như thế này: tại sao các ngươi thắc mắc trong lòng như vậy? Tại sao các ngươi thắc mắc vậy? Giữa hai cách nói tội của con được tha và hãy đứng dậy bước đi, cái nào dễ hơn? Bây giờ Chúa Giê-xu có thể nói rằng, bây giờ cái người bại đứng dậy bước đi đi. Hoặc là Ngài lại nói rằng, tội lỗi con được tha rồi, cái nào dễ nói hơn? Câu 24, nhưng để các ngươi biết rằng con người ở thế gian có thẩm quyền tha tội. Cho nên Chúa Giê-xu có thẩm quyền tha tội chúng ta. Còn nếu mà chúng ta không được tha tội thì chuyện gì xảy ra? Nếu mà chúng ta không được tha tội mà chúng ta vẫn cứ phạm tội, anh chị em sẽ thấy rằng chúng ta sẽ gặp rất là nhiều rắc rối trong cuộc đời của mình mà mình không biết nguyên nhân nào. Ở trong cuộc đời chúng ta ai cũng có nan đề, mà đôi khi chúng ta không nói nan đề đó ra thôi. Phải không? Vì sợ người khác cười, người ta biết người ta cười mình. Nhưng mà thật sự thẳm sâu, ai cũng muốn rằng con muốn giải quyết nan đề đó. Phải làm như thế nào để con ra khỏi nan đề ở trên đời sống con, chung quanh về vấn đề tiền bạc, chung quanh về những cái mối quan hệ buồn phiền, đau đớn, nặng lòng, đủ thứ hết. Ngài phán với người bại liệt như thế này. Lúc đó Ngài quay lại, Ngài nói với người bại liệt: ta bảo con, hãy đứng dậy, vác giường trở về nhà đi. Bây giờ cái người liệt này phải bốn người bạn, đi không được, bỏ trên cái võng. Chúng ta thấy cái võng là cái giường hồi nãy đó, khiêng, rồi không vô được, rồi phải mở ngói ra để xuống. Mà giờ Ngài bảo rằng, ta bảo con, hãy đứng dậy, làm sao đứng được? Hãy đứng dậy, không những đứng dậy thôi, mày vác cái giường mình đi về nhà. Hồi nãy bốn người khiêng, bây giờ Chúa kêu, ông đứng dậy đi, mày vác giường. Ông có đứng dậy được không anh chị em? Tại sao chỉ có một tiếng nói vậy mà Chúa không có chữa bệnh? Chúa đợi đáng lẽ Chúa quậy thuốc cho uống chứ. Phải không? Uống ngày mấy lần, thuốc này, thuốc kia, thuốc nọ. Nhưng mà Chúa lại nói thôi à. Dạ. Và chuyện xảy ra, có được lành không? Lập tức người bại liệt đứng dậy trước mặt mọi người và vác cái giường đã nằm đi về nhà. Và đi về nhà ông làm gì? Tôn vinh Đức Chúa Trời. Hồi nãy ông là người cho người ta khiêng, ông là người nằm trên giường, bây giờ ông đứng lên, ông vác cái giường. Có phải thay đổi hoàn cảnh của ông không? Bao nhiêu năm ông nằm đó, cái gì cũng nhờ người khác hết, thậm chí không có làm ra tiền gì hết, bị sự sỉ nhục, bị sự chế cười, bị sự coi thường, không những người nhà và cả những người xung quanh. Giống như bây giờ chúng ta bước ra, nếu mà một người bại liệt nằm ở ngoài, họ làm gì? Đa số họ xin ăn, họ không làm gì được hết. Nhưng bây giờ ông vác giường trên người, ông tung tăng, ông nhảy nữa, ông ngợi khen Đức Chúa Trời. Cho nên mọi người kinh ngạc không? Ai cũng kinh ngạc. Không những kinh ngạc mà họ sợ hãi, nói: hôm nay chúng ta thấy những việc lạ thường vậy. Hôm nay chúng ta thấy những việc quá lạ thường. Và anh chị em biết rằng Chúa Giê-xu thi hành chức vụ, không những Ngài chữa lành, nhưng mà Ngài còn kêu kẻ chết sống lại. Cho nên khi Ngài đến ở trên đời sống của chúng ta, có phải Ngài đến để Ngài hại chúng ta không? Hay Ngài đến để Ngài giúp chúng ta?
Ngài đến để Ngài bày tỏ Ngài là ai. Ngài là Đức Chúa Trời để giải cứu mọi đời sống của chúng ta. Cho nên có phải chúng ta sống ở đây mấy chục năm rồi chúng ta đi không? Ai cũng vậy hết, phải không? Con người chúng ta sống, sanh ra. Cho nên tôi thấy có bốn chữ này là bốn chữ mà mọi người thường nói: sinh, lão, bệnh, rồi tử. Có ai qua được cái dòng lẫn quẩn này không? Khi một người sanh ra, chúng ta thấy giống như em bé trong hình. Em bé khi mà sanh ra thì em bé biết bò. Sau đó thì em bé đứng lên, đi. Rồi trở thành một người phụ nữ. Phải không? Thấy xách đồ đi shopping thoải mái lắm. Nhưng một thời gian thì sao? Họ ngồi trên xe lăn. Vì chân họ đã mỏi mòn đi hết nổi rồi. Và sau đó chuyện gì xảy ra? Họ qua đời. Cho nên bốn cái chữ này đi theo cuộc đời chúng ta. Và chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ chấp nhận cái điều này. Rồi người này chết, rồi người khác sanh ra. Sanh ra rồi già, già rồi bệnh, rồi bệnh rồi chết. Cứ đi vòng vòng trong cuộc đời của mình. Ngày xưa khi tôi lớn lên, tôi nói rằng tại sao một người cứ đi theo vòng vòng trong một cái, giống như một cuộc đời của mình cứ đi vòng vòng, sanh ra, rồi lại có chồng, rồi lại lớn lên, rồi lại chết. Trong cuộc đời này có cái điều gì mới mẻ hơn cái điều đó không? Tôi cứ suy nghĩ khi tôi mà tôi còn nhỏ, khoảng mười mấy tuổi, tôi thấy tôi nhìn cuộc đời. Nếu mà cuộc sống ai mà hạnh phúc thì không nói, còn không hạnh phúc thì về trong gia đình, vợ chồng lục đục, rồi uống rượu về, rồi đánh nhau trong đó, rồi khóc lóc nhau trong đó, rồi lại có con tiếp tục. Trong cuộc đời của mỗi người chúng ta có cái điều gì mới không? Hay là chỉ như vậy? Cái điều đó khiến cho tôi suy nghĩ rất là nhiều. Và tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì tôi biết về Ngài. Và Ngài cho tôi biết rằng cuộc đời của con không phải như vậy. Nếu con biết về ta như thế nào, con sẽ giống như ta. Và đây là điều mà tôi giới thiệu cho anh chị em. Bốn điều căn bản của sự chữa lành. Nhiều người nói, ô, làm sao Đức Chúa Trời mà chữa lành? Đức Chúa Trời, Ngài có tên rằng Jehovah Rapha là đấng chữa lành. Ngài, danh của Ngài là đấng chữa lành. Cái bản chất của Ngài là chữa lành. Tên của Ngài cũng là chữa lành. Cho nên Ngài muốn chữa lành. Ở trong suốt Ai Cập ký, khi mà Chúa đem dân sự của Chúa ra khỏi Ai Cập, thì Chúa nói với họ như thế này. Ngài phán, nếu ai biết thì Ngài đem dân của Chúa ra khỏi đất nước Ai Cập bằng cách rẽ biển đỏ để đi. Và Ngài nói với họ như thế này: nếu các con chăm chú nghe lời của Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của con, làm điều ngay thẳng trước mặt ta, lắng tai nghe các điều răn và giữ gìn mọi luật lệ, thì ta không giáng trên các con một bệnh tật nào ở trong bệnh mà ta đã giáng cho dân Ai Cập. Ta, Giê-hô-va, đấng chữa lành cho con. Đây là tên của Ngài, Giê-hô-va Rapha, đấng chữa lành. Đây là bản thể của Ngài, chữa lành. Bản chất của Ngài là chữa lành. Chúng ta không suy nghĩ Ngài có muốn chữa lành hay không. Ngài là đấng chữa lành. Và Ngài muốn chữa lành. Và tên Ngài đã như vậy, Jehovah Rapha là đấng chữa lành. Cho nên hôm nay, nếu anh chị em có bệnh tật gì, hãy đến và xin Ngài là đấng, Jehovah Rapha là đấng chữa lành cho con. Con muốn nhận được sự chữa lành. Bất cứ bệnh tật nào ở trên thân thể của con, bất cứ những cái mối quan hệ nào đau đớn, kể như mà không kiểu như hàn gắn được, ở trong gia đình, ở trong con cái,
ngay cả ở trong tài chánh. Ngài đến, Ngài chữa lành tất cả anh chị em. Vì Chúa nói rằng, ta là Jehovah, đấng chữa bệnh cho con. Và Ngài làm tiêu trừ tất cả những bệnh hoạn ở trong đời sống của anh chị em. Khi anh chị em nghe lời Chúa và làm theo. Vì ở trong lời Chúa giống như là thuốc. Thường thường chúng ta có bệnh, chúng ta uống thuốc. Nhưng mà khi mà lời của Đức Chúa Trời mà anh em đọc và anh em làm theo, đó là thuốc về tâm linh của anh em. Anh em uống mỗi ngày, thậm chí một ngày mấy lần, anh em sẽ thấy những cái điều lạ lùng bắt đầu thay đổi ở trên đời sống của mình. Ngài tên là Jehovah Rapha, Ngài là đấng chữa lành. Và ý muốn của Ngài là chữa lành, bao giờ Ngài cũng muốn. Hồi nãy có một người bị mù phải không? Họ lại họ muốn Chúa Giê-xu chữa lành, Ngài chữa lành liền. Và bây giờ chúng ta thấy rằng cũng có một người bị mắc bệnh phung hay là cùi đầy mình hết. Và người này sắp mình xuống trước mặt Chúa và gian xin lại Chúa. Nếu Chúa muốn, Chúa có thể khiến con được sạch. Tại vì ngày xưa những người bị cùi đó, phung, họ phải ở cách ly. Bên Việt Nam mình cũng vậy, đâu có cho ở chung đâu. Đồ ăn hoặc là chén bát họ đều để riêng hết. Tại vì nếu chung thì nó sẽ lây. Và ở bên Do Thái cũng vậy. Và cái người này mỗi lần đi ra đường họ phải la lên, ô uế, ô uế. Tại vì họ sợ nếu không nói vậy thì đụng vào những người khác. Tại bên đường, bên đó thì người ta cũng đi đông lắm. Đụng rồi họ bị dơ sao, bị lây sao. Cho nên chính họ phải nói ô uế. Giống như mình đang cầm nước nóng, mình tới mọi gần mọi người mình nói nước nóng, nước nóng, nước nóng. Để cho mọi người phải tránh ra phải không? Không thì nước nóng vô người ta sao? Thì người ta cũng vậy. Họ đi vậy, họ mang cái sự tủi nhục, mang cái sự xấu hổ, mang cái sự đau đớn mà đi đâu phải nói là ô uế, ô uế. Là chính họ bị ô uế. Để mọi người phải gian ra. Họ đi tới đâu mà người ta gian ra hết. Và ông này đã đến và xin Chúa, nếu mà Chúa muốn, Chúa có thể khiến con được sạch. Đức Chúa Giê-xu chạm đến người và phán, ta muốn, hãy sạch đi, ta muốn. Cho nên trong lúc đó thì bệnh cùi lành liền. Bắt đầu những cái móng tay, móng chân họ mọc trở lại. Thường chúng ta cùi đâu còn móng đâu, sức móng luôn phải không? Bắt đầu tay, bắt đầu móng đâu bắt đầu mọc ra, trở lại một người bình thường. Anh chị em có thấy như vậy, thấy phải nói rằng mình thấy lạ lùng. Một cái phép lạ mà chưa bao giờ từng thấy thời kỳ bây giờ. Bây giờ mà bây giờ cũng vậy. Nhưng mà anh chị em sẽ thấy Đức Chúa Trời, Ngài vẫn làm phép lạ và Ngài tiếp tục làm phép lạ. Và cái người này lập tức bệnh phung hủi biến mất. Không phải một ngày một bữa, bất kỳ biến mất. Và tại sao Ngài chữa lành như vậy? Cái thứ ba là những cái điều căn bản thứ ba đó là tại thập tự giá. Chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu không bệnh tật nào mà hai ngày không chữa lành. Tại sao Ngài chữa lành được trên đời sống của chúng ta vậy? Vì Ngài đến ở trên thế gian này, tất cả chúng ta đều có tội. Và Ngài đến để làm gì? Ngài chết để gánh tất cả những cái tội lỗi của bạn và tôi ở trên thân thể của Ngài. Ngài chịu chết để thay vì chúng ta chịu chết. Ngài lãnh cái hình phạt thay vì chúng ta phải lãnh cái hình phạt này. Chính vì đó mà những cái tội lỗi, những cái bệnh tật đó đều chất trên thân thể của Chúa Giê-xu. Con người đa số họ đến để được tôn vinh, để được khen ngợi, để được chúc tụng, để được làm vua. Nhưng mà tại sao Chúa Giê-xu đến để bằng lòng chịu chết vậy? Phải không? Có người nào muốn làm lớn mà họ muốn chịu chết bao giờ đâu? Không bao giờ. Ngay cả chúng ta cũng vậy. Nhưng mà Chúa Giê-xu, vua của cả nhân thế này, đến với một cái hình hài là người có tội để chết cho kẻ có tội, là chết cho chúng ta. Chính vì như vậy, bởi lằn đòn của Ngài mà chúng ta được lành bệnh. Bởi thập tự giá mà chúng ta được lành bệnh. Và cái phần thứ tư
Mà tôi có thể nói với anh chị em đó rằng lời hứa của Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Jehovah Rapha, đấng chữa lành, tên Ngài là như vậy, danh Ngài là như vậy, bản chất Ngài là như vậy. Rồi Ngài muốn chữa lành cho chúng ta. Rồi Ngài chết trên thập tự giá để gánh lấy những cái tội lỗi và bệnh tật cho chúng ta. Và bây giờ cái thứ tư rằng Ngài hứa chữa lành cho chúng ta nữa, anh chị. Vậy chúng ta còn điều gì nữa không? Ở trong sách các vua nhì đoạn 20, có một vị vua tên là Ê-xê-chia. Thì có một nhà tiên tri lại nói rằng ông sẽ chết. Tiên tri Ê-sai báo rằng tới ngày Đức Chúa Trời đem ông đi. Thì ông khóc quá, ông khóc lóc và ông xin, xin cho con thêm giờ sống ở đây. Và khi nghe lời cầu nguyện khóc lóc như vậy, thì Chúa biểu tiên tri Ê-sai trở lại. Tại vì ta nghe lời cầu nguyện rồi, ta nghe lời cầu nguyện của con và thấy nước mắt của con, này ta sẽ chữa lành cho con. Và sau đó thì bắt đầu Đức Sơ-va chữa lành cho vị vua này. Và Ngài còn nói đến ngày thứ ba con sẽ đi lên đền thờ. Bệnh như từ gần chết rồi, nhưng mà đến ngày thứ ba con sẽ khỏe mạnh và đi lên đền thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời. Cho nên thật sự như vậy đã được ứng nghiệm. Và ở trong Jeremy đoạn 30 câu 17, Đức Sơ-va phán ta sẽ phục hồi sức lực con, chữa lành các vết thương của con. Ta sẽ phục hồi, tại vì sau một cơn bệnh, anh chị em mất sức không? Mua đồ ăn về tẩm bổ phải không? Nhưng mà Chúa nói rằng ta sẽ phục hồi sức cho con và chữa lành cho con, chữa lành những cái vết thương của con. Cho nên anh chị em ơi, nhiều khi chúng ta sẽ phục hồi sức khỏe dựa vào đồ ăn, sự nghỉ ngơi. Điều này không sai. Nhưng mà anh chị em đâu biết rằng sức của chúng ta phải được sự ban phước của Chúa. Tại vì chúng ta sanh bởi Ngài. Ngài chỉ cần hà hơi trên chúng ta có sức mới liền. Vì con người của chúng ta đó được bằng bụi đất, mà nếu mà Ngài không hà hơi vào, anh chị em không có thể sống được. Con người đầu tiên là Adam với Eva chỉ là đất thôi. Cho nên chúng ta cũng là đất. Nhìn thân thể chúng ta đem ra xét nghiệm, toàn là những hóa học, chất hóa học của đất không? Cho nên khi chúng ta qua đời, có phải chúng ta trở về bụi đất không? Cát bụi, anh chị em có nghe nói cái điều này không? Chúng ta sẽ trở về cát bụi. Nhưng mà linh hồn chúng ta đi về đâu? Linh hồn chúng ta không bao giờ chết. Thân thể chúng ta rã ra, nhưng mà linh hồn chúng ta không bao giờ chết. Đây là điều mà rất là quan trọng. Một là linh hồn chúng ta đi về với Chúa trên thiên đàng. Hai là linh hồn chúng ta đi xuống địa ngục. Chỉ có hai chỗ để đi, không có chỗ nào khác hết. Chúng ta sống ở đây là đời thảm, rồi chúng ta sẽ đi. Cuộc đời chúng ta sẽ bay mất đi, nhưng mà linh hồn chúng ta không bao giờ chết. Cho nên có nhiều người nói rằng khổ quá, ước ao gì, tôi chết cho rồi, chết cho khỏe. Nhưng mà anh em biết rằng khi anh em có nhiều người tự tử, nhưng mà linh hồn họ có chết không? Linh hồn không chết, cho nên cảm giác được đau đớn, buồn phiền, thống khổ. Cái này là chỉ cái xác thôi. Khi hồn lìa khỏi xác, nó vẫn là giống như là đất thân này chị em. Đụng qua đụng lại cũng chẳng có gì hết. Nhưng mà cái hồn là sống đời đời, sống hoài, mà sống ở đâu? Có hai chỗ để sống. Một, nếu mà ai tin Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời, xuống để cứu cho chính bản thân mình, để trở về với Đức Chúa Trời, thì linh hồn đi với Ngài. Vì Chúa Giê-xu ở đâu, chúng ta sẽ ở đó. Còn nếu không, thì linh hồn sẽ đi xuống âm phủ và đời đời ở dưới đó, ở trong sự đau đớn và tủi nhục, ở trong hồ lửa.
Cho nên tóm tắt cái điều mà tôi chia sẻ cho anh chị em hôm nay, Chúa Giêsu là ai? Tôi đã chia sẻ nãy giờ, anh chị em có biết rằng Chúa Giêsu là ai không? Có ai nói với tôi Chúa Giêsu là ai không? Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời hay Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời? Ngài xuống đây để làm gì? Có phải Ngài xuống đây để chết rồi thôi không? Ngài đến đây để làm gì, giúp đỡ gì ở trên đời sống của chúng ta? Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá để đem chúng ta về với Đức Chúa Trời. Nếu ai ăn năn tội lỗi mình thì trở về với Đức Chúa Trời. Và khi anh em qua đời ở đây là anh em chuyển địa chỉ từ ở thế gian này lên ở thiên đàng. Tại vì những người tin Chúa Giêsu rồi, ngay khi họ nhắm mắt, thiên sứ đem cái linh hồn họ đi lên thiên đàng liền. Thật sự như vậy. Còn nếu không, quỷ sứ nó chật sẵn và đem linh hồn đó đem vào địa ngục. Cho nên có hai chỗ để đi, rất là rõ ràng. Và trên đời sống của chúng ta, khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu, Ngài thay đổi và biến đổi cuộc đời mình, anh chị em. Giống như hồi nãy chúng ta thấy, gặp gỡ Chúa Giêsu biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Chúa Giêsu đón nhận ơn tái sanh. Gặp gỡ Chúa Giêsu chân thành mình gặp mình. Có nghĩa là khi gặp gỡ Chúa rồi, anh chị em sẽ thấy mình gặp chính mình và mình thấy chính con người mình. Và Ngài là đấng đến để chữa lành cho anh chị em. Thật sự là như vậy. Amen. Cho nên giờ đây tôi kêu gọi tất cả anh em đứng lên để đón nhận sự chữa lành. Mời ban thờ phượng tiến lên đây ngợi khen. Và trong khi anh em hát theo, anh em hãy hát theo. Hãy hát theo cùng với chúng tôi. Và tất cả những ai có nhu cầu về ở trong cái sự chữa lành, thì chúng ta tiến lên đây để mọi người có thể cầu nguyện và chữa lành cho anh chị em. Hãy mở lòng ra. Giống như người bại. Người bại đã mở lòng ra. Phải không? Người bại họ phải nhờ bốn người kia khiêng họ tới. Nhờ cả bốn người khiêng tới. Và họ đã làm gì? Đã dỡ rèo lên cái nhà, dỡ ngói ra để thòng cái người bại xuống. Bây giờ chúng ta mở lòng ra. Chúng ta hát theo bài hát. Ngài là Jehovah, đấng chữa lành tôi. Ngài là Jehovah, đấng chữa lành tôi. Đến với Ngài bằng ơi, Ngài là đấng chữa lành. Bao bên tâm đắng cay, bao khổ đau trong chân. Ngài là Jehovah, đấng chữa lành tôi. Ngài là Jehovah, đấng chữa lành tôi. Đến với Ngài bạn ơi, Ngài là đấng chữa lành. Đến với Ngài bạn ơi, đến với Ngài bạn ơi.